Bên này đó chính là cái khu vực phòng rác các anh chị. Khu vực phòng rác của chúng ta sẽ chia ra làm nhiều loại rác khác nhau để chúng ta có thể để ở đây. Còn phía bên trong này thì chúng ta có cửa. Cửa thì chúng ta sẽ bàn giao là cửa 2 cánh, rộng là sẽ là 1m35, cao sẽ là 2m4. Còn căn biệt thự song lập này chúng ta thể để được 2 chiếc ô tô bên ngoài này. Còn đường ở chúng ta sẽ có đường 12m, lòng đường sẽ là 6m, còn lề đường mỗi bên là 3m. Và bàn giao hoàn thiện như tất cả các chúng ta cần xem luôn. Còn phía bên trong của căn nhà thì chúng ta sẽ thiết kế là 4 tầng. Tầng trệt này là cái khoảng không thông tầng. Tất cả các anh chị chúng ta cùng xem. Chiều cao tầng khoảng thông tầng này là sẽ là 7m các anh chị nhé. Còn phía bên hông á, cũng như là sau nhà thì chúng ta sẽ chừa trước 3, chừa sau 2. Và trong này á, là chúng ta chừa là 2,5m. Đây chính là cái cầu thang của mình đi lên, chúng ta cùng nhau đi lên các anh chị. Đây, đằng sau này chúng ta sẽ thiết kế là một cái phòng. Ở đây cũng là một phòng nữa. Thì ở tầng 1 này chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ các anh chị nhé. Phòng ngủ trước và một phòng ngủ sau. Bên trên là căn chị. Ở đây thì chúng ta sẽ thiết kế thành một phòng master, phòng dành cho gia chủ của mình. Ở trên này thì đó là cái hệ lam. Cửa đây là cửa sổ, đây cửa lùa sau hệ lam của mình. Bên này đó chính là khu vực phòng rất là rộng. Bên này đó chính là cái ban công của mình. Bên ngoài thì khu vực đang xây. Tất cả những hạng mục này của mình sẽ bàn giao vào quý 3 năm 2025. Bây giờ chúng ta cùng lên tầng đến cùng nhé các anh chị. Wow, đến cùng sân thượng này các anh chị ạ. Thì mình thấy đẹp không? Rất là đẹp đúng không các anh chị? Rất là thoáng luôn. Trình đang xây dựng rồi. Kia đó chính là dự án Garden Residence. Đây kia đến là hai căn nhà phố của mình các anh chị. Rồi ở đây thì tất cả các anh chị chúng ta có câu hỏi gì thắc mắc thì các anh chị cứ liên hệ đến số hotline của Tấn nhé. Tấn sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị đầy đủ cũng như là chi tiết nhất.